hôm nay mọi thứ sẽ khác. Ngoài cửa sổ cơn mưa vẫn rơi từng hạt. Nếu cơn đau là một đường chỉ có thể làm nhẹ thì anh có lẽ đã có thể tẩy để không phải lạc em. Anh từng bước qua nhiều hư hao, tâm hồn đâu còn lại gì ngoài những cô đơn. Đôi hàng mi chỉ ước khô hơn và tổn thương thì ngày càng một lớn. Đâu có quyền níu kéo một ai, ta vốn là người xa lạ vô tình gặp nhau trên đoạn đường dài. Em rời đi một cách lặng lẽ rồi để anh lại trong sự vắng vẻ. Anh biết em có thể nghe cũng có thể thấy được những tin nhắn mà anh đã soạn. 7 cuộc gọi bị nhỡ là sự trông đợi làm lòng đứt đoạn. Chuyện chúng mình như một phương trình chưa đầy nghịch lý. Cho dù anh có cố đến mấy cũng không thể giải. Em đâu thể đến để lại nụ cười rồi vội vàng đi. Có cách nào để tắt được hết những cảm xúc này không please? Anh là một gã lang thang, ôm mơ mộng những thứ hão huyền về chuyện chúng mình rồi sẽ nên vàng. Nhưng nó lại là giấc mơ mà anh tự vẽ về chính nỗi nhớ. Để rồi sau đó anh chợt tỉnh giấc mới biết mình điên. Sài Gòn này làm sao có tuyết, vì nếu như thế em đã không phiền khi ở lại đây bên cạnh anh lúc này. Trao cho nhau vòng tay giữa những bão giông lạnh lẽo đến vậy. Anh 3 giờ sáng vẫn chưa thể ngủ. Giam mình ở trong căn phòng với 4 bức tường phai màu đã cũ. Cả điện thoại anh chẳng muốn đụng vì lòng mình sợ lại thấy hình em trên màn hình chờ bay. Buông lại cánh tay không còn bên, vội vàng xa cách nhau trong vài giây không cần bên. Người quay lưng bước đi còn anh ở đây mai chỉ đến. Sẽ được thả em là liều thuốc thượng đế muốn đặt để giúp anh quên những thứ đã qua. Anh tự hỏi phải bao nhiêu lần trái tim vỡ nát mới gọi là đủ. Bao nhiêu nước mắt để biết mình ngu. Bao nhiêu lâu thì những vết thương rồi sẽ lành lại. Và bao nhiêu người thì ra kết quả là mình không sai. Em buông tay một cách chậm rãi như thể đang cửa vào từng tế bào. Vết thương sâu tới mức đã làm anh chết cả một phần não. Em có biết nó đau ra sao khi đợi chờ em luôn là việc mà anh cần mẫn. Theo sau nó chính là hình hài của sự cô độc đang trò chặt chân. Nỗi đau này nhân lên ngàn lần. Ta đâu phải những con robot nhân bản vô tình. Khi mà em vẫn cứ luôn nói về thứ tình cảm của sự tự do, vậy tại sao em không nhìn rõ ngày mà anh dẹp bỏ đi những lo ngại để nói lời yêu. Anh thật sự vẫn không thể hiểu chuyện chúng mình anh sai điều gì. Khoảng cách không phải vị trí mà từ trái tim cho tới trái tim. Đã từ lâu anh không còn tin vào chuyện cổ tích, những thứ chiều tượng họ viết ra giấy rồi đóng thành phim. Cuộc đời anh như một vở kịch, chẳng ai muốn ở lại để xem. Chúng ta luôn có lý do cho sự bận rộn của mình mà em ở. Thì dù sao anh cũng đã quen. Khoảng không gian chỉ có một mình và đêm này. Khoảng không gian chỉ có một mình và đêm này. Buông lại cánh tay không còn bên, vội vàng xa cách nhau trong vài giây không cần bên. Người quay lưng bước đi còn anh ở đây mai chỉ đến. Ôm lấy những câu thề.